Chào tất cả mọi người, lại là Dia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ Tà Ra. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta trong ván trải đó là bạn của quá khứ muốn nói gì với bạn của hiện tại. Cái chủ đề này được tụi Dia nghĩ ra trong một cái lần, đó là Dia tự ngẫm lại mình của một năm trước đây. Nếu mà mình gặp lại mình của một năm trước đây, mình của 4 năm trước đây, mình của 5 năm trước đây, thì mình của những ngày xưa đó mình sẽ thốt lên những cái lời gì, hoặc mình của ngày xưa đó sẽ nhìn mình của hiện tại theo kiểu gì. Cái ván trải này á, nếu mà non nhìn sơ bộ quá thì người ta sẽ cảm thấy ở đâu đó có đôi phần tự mãn. Tại sẽ có những cái bạn á, bạn ấy sẽ nhìn vào cái việc là tôi đã trưởng thành như thế nào. Thì đương nhiên là ngày xưa mình sẽ không trưởng thành được như bây giờ, mình sẽ không kiếm được tiền được như bây giờ chẳng hạn, ví dụ ha. Nhưng ở một mặt khác, các bạn thử nghĩ đi, ngày xưa bạn có những thứ mà hiện tại bạn đang không có. Vậy thì cái ngày xưa nó muốn nói gì với cái hiện tại? Ok không? Cho nên ngày hôm nay á, cái ván trải này nó không phải là một cái ván trải để chúng ta tự nhìn theo một cái kiểu tự phụ rằng tôi đã làm được gì, và trong quá khứ cho đến hiện tại bây giờ tôi là ai, tôi đã làm như thế nào. Không phải như thế, mà hãy lắng nghe cái thông điệp nó một cách cởi mở nhất. Hãy xem rằng quá khứ muốn nói gì với chúng ta nha. Bình thường thì đi cũng có 4 tụ bài, ngày hôm nay vẫn thế. 1, 2, 3, 4. Và bây giờ mọi người hãy bắt đầu chọn cho mình tụ bài yêu thích đi nha. Thôi, bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, bây giờ là tụ bài số 1 với cái viên đá màu xanh cam cam ở đây. Chúng ta để viên đá ở đây để trả lời cho cái câu hỏi rằng là bạn của quá khứ muốn nói gì với bạn của hiện tại. Đầu tiên đi muốn biết bạn trong quá khứ, bạn là người như thế nào. Trong quá khứ có thể bạn là một cái người rất là hấp tấp vội vàng, hoặc là bạn là một người nóng tính, bạn có cái tính tình rất là bộc trực, nóng nảy. Và bạn kiểu như là bạn trẻ trung, bạn năng động, bạn sôi nổi. Quá khứ đi nhìn thấy được rằng bạn có cái sự sôi nổi rất là nhiều. Vả lại trong quá khứ có thể là bạn là một người vô ưu vô lo, bạn không có lo nghĩ nhiều, cuộc đời đưa bạn đi đến đâu thì bạn đi đến đó thôi, chứ bạn không có chủ động bất kỳ thứ gì cho cuộc đời bạn hết. Đó là bạn trong quá khứ. Thêm nữa rằng bạn ở trong quá khứ có rất là nhiều những cái gọi là những cái điều bạn chưa thật sự hiểu về bản thân mình. Bạn vẫn còn nhiều điều thắc mắc và băn khoăn về bản thân mình rất là nhiều. Cái lá Nine of Cups này còn cho thấy được có thể trong quá khứ bạn là một cái người rất là thiếu đi một phần nào đó cái sự hạnh phúc của cuộc sống, hoặc là bạn chưa cảm nhận được cuộc sống bạn là hạnh phúc. Ngay trong quá khứ thì bạn chưa tận hưởng được cuộc sống bằng một cách triệt để, dạng giống như vậy. Nhưng đã có một cái sự thay đổi ở đâu đây, để bây giờ thì bạn trong quá khứ sẽ nói gì với bạn của hiện tại. Wow, có vẻ bạn của hiện tại thì khác hơn khá là nhiều. Khác hơn nhiều. Bây giờ bạn biết cách làm sao để cân bằng được năng lượng của bạn là cái đầu tiên nè. Biết cách làm sao để mình gọi là nhìn nhận lại những cái điều vui vẻ trong cuộc sống. Tức là bạn đã lạc quan hơn. Cái đầu tiên là bạn đã được cái sự lạc quan hơn. Bạn nhìn mọi thứ nó ổn định hơn. Bạn nhìn mọi thứ nó đẹp đẽ hơn. Và có thể rằng là ngay lúc này á, bạn biết sử dụng cái năng lượng tích cực của mình á một cách đúng nơi đúng chỗ. Ok, đúng không? Rồi, tiếp ở đây đi, nhìn thấy bây giờ bạn là một người rất là khôn ngoan. Bạn là một người rất là khôn ngoan, cho nên người trong quá khứ muốn gửi đến cho bạn một cái thông điệp á. Thông điệp ở đây nó thông qua cái lá The Star và lá Cup ở đây nữa, cho thấy được rằng bạn nên biết trân quý những gì bạn đang có. Có thể là những cái điều mà bạn đang có nó là những cái cơ hội, hoặc đó là những cái sự may mắn. Nhưng không phải tự nhiên bạn có cơ hội và tự nhiên bạn có sự may mắn, mà có thể rằng là chính bản thân bạn đã có cái sự phát triển nào đó để người khác trao cho bạn cơ hội và để người khác cho bạn cái sự may mắn đó. Ok, thấy rất là rõ luôn. Từ trong quá khứ bạn là một người nè, từ cái việc là bạn rất là trẻ người non dạ, bạn rất là hấp tấp, bạn rất là nóng nảy, mà bạn biến thành một cái người điềm tĩnh hơn, bạn xử lý mọi thứ nó logic hơn, bạn suy nghĩ nhiều hơn trước khi làm một cái chuyện gì đó, và có vẻ bạn sống cảm xúc nhiều hơn. Trong quá khứ là bạn sống theo kiểu là bạn bị vội vàng. Trong quá khứ bạn là thuộc cái tiếp người vội vàng, bạn không có để ý từng ly từng tí. Có thể là bạn sống hơi nhanh trong quá khứ. Vậy thì đi có lấy ra một cái thông điệp cho bạn trong cái ván trải này để xem. Vậy thì cái thông điệp của câu hỏi bạn trong quá khứ muốn nói gì với bạn của hiện tại thì chúng ta có cái gì ha?
devotion. Cái lá này nếu mà dịch sát nghĩa, nó có nghĩa là sự thành thật hoặc là thành tâm làm một cái điều gì đó. Sự thành thật hoặc là thành tâm. Thì ở đây á, Đi nghĩ cái thông điệp mà nó đưa cho bạn là khi mà bạn đủ cái tâm, khi làm trong một bất cứ chuyện gì cũng vậy. Đối với Đi, và Đi nghĩ là cái này là cái đúng chung cho tất cả mọi người thôi, Đi cảm thấy á, nếu mà muốn làm thành công một cái chuyện gì á, cần có, đầu tiên á, là cần có cái tài. Cái thứ hai là phải có cái tâm. Ok không? Phải có cái tâm, cái tài và cái tầm. Thì ba cái chữ đó bạn mới thành công được. Ở đây á, bạn đang thiếu một thứ, đó là bạn thiếu cái tâm. Có thể là trong quá khứ bạn thiếu đi cái tâm, nhưng bây giờ á, bạn có nhiều hơn như thế rồi. Bạn đã bắt đầu đặt cái cảm xúc của bạn vào trong những cái vấn đề, gọi là vào trong những cái vấn đề của cuộc sống bạn. Bạn đã biết cách vận hành cuộc sống bằng một cách tốt đẹp hơn. Đi cảm thấy đây là điều tốt cho bạn đó chứ. Và cái lá devotion này nó cũng nói được việc nè, nếu mà bạn biết cách để tâm hơn trong mọi thứ, bạn thành tâm trong cái việc làm của bạn, thì tự nhiên vận may nó cũng sẽ đến. Ok, tụ bài số 1 kết thúc. Ok, tụ bài số 2, chúng ta bắt đầu với viên đá màu đỏ ở đây. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi rằng là, vậy thì bạn là người trong quá khứ như thế nào? Để rồi người trong quá khứ đó sẽ gửi cho người trong hiện tại này một cái thông điệp ha. Người trong quá khứ, bạn ở trong quá khứ là một cái kẻ hay đi phán xét người khác, hoặc là bạn rất là hay soi mói, bạn để ý những cái tiểu tiết rất là nhiều. Bạn cũng là thuộc cái người theo kiểu là bạn giỏi đó, bạn có cái sự định hướng tốt đó. Nhưng mà bạn giỏi theo cái kiểu là người ta chỉ sử dụng bạn 5 hồi 10 hiệp, vài bữa nửa tháng, chứ người ta không bao giờ người ta gọi là sử dụng bạn một cách lâu dài được. Tức là luôn luôn cái giá trị của bạn trong một mối quan hệ nào đó, hoặc giá trị của bạn trong một cái vấn đề gì đó, nó luôn luôn ngắn hạn, nó không có dài hạn. Cái điều này có thể bắt nguồn từ cái tính, cái nết của bạn. Do cái nết của bạn nó hay đó. Mà cái coi thi là đôi khi cái nết này là nết trong quá khứ nha. Cái nết của bạn là hơi khó ăn khó ở một chút xíu. Có thể bạn khó ăn khó ở bởi vì bạn kỹ càng, và bạn muốn cái gì nó cũng phải perfect, cái gì nó cũng phải hoàn hảo. Nhưng mà bạn không có gì là cái hoàn hảo trên cuộc đời này hết. Cái đó là trong quá khứ của bạn. Và Đi cảm thấy bạn đã có những cái sự thay đổi rất là tích cực. Tuy nhiên cái sự thay đổi đó của bạn á, nó tích cực là nó khiến cho bạn trầm tĩnh lại, nó khiến cho bạn nhìn mọi thứ theo một cái cách nó trưởng thành hơn, nhìn mọi thứ theo một kiểu khoan dung hơn. Bạn bị một cái đó là bạn không đặt lòng tin vào người khác được, và bạn cảm thấy là bạn tự tin khi bạn tự làm tất cả mọi chuyện, chứ nhiều khi bạn không có dám để cái câu chuyện đó vào chuyện của người, nghĩa là cái chuyện đó là chỉ một mình bạn làm thôi, chứ bạn không có dám bạn không có dám giao cái việc đó cho người ta. Thể hiện là bạn chưa thật sự có cái niềm tin ở những cái mối quan hệ khác trong công việc, ví dụ. Nhưng cái này là nó nói về bạn của quá khứ ha. Ở đây còn cho thấy được rằng bạn đã có cái sự thay đổi. Vậy thì bạn đã thay đổi như thế nào? Cái sự chuyển biến của sự thay đổi đây, chúng ta thấy nè, bạn có một lá Four of Wands in here. Four of Wands ở ngay cái chỗ tụ bài số 1, và bạn lại có thêm một lá Four of Wands của tụ bài số 2. Mở bài ra đã thấy lá 4-1 là bây giờ thì bạn nghĩ đến tinh thần tập cộng đồng nhiều hơn, bạn bắt đầu học được cái cách làm việc nhóm, hoặc bạn bắt đầu học được cách chơi chung với người khác. Nếu mà nói về các mối quan hệ thì thường ngày xưa bạn sẽ là một con người đơn độc, có thể là bạn vẫn có bạn bè nhưng mà không thân, bạn sống bị tách biệt. Còn bây giờ bạn thử nghiệm kỹ lại đi, thật là có bạn bè nhưng mà bây giờ bạn thân hơn ngày xưa, bạn thân hơn so với ngày xưa, bạn thân thiết với họ hơn nhiều hơn. Tiếp bạn có lá Knight of Cups, lá Wheel of Fortune, lá Love, lá Six of Cups chứ, lá Six of Cups, và cuối cùng, cái này là lá Six of Cups rồi nè, ủa gì còn lá này là lá gì ta? Trời, tự nhiên tôi nhìn cái lá này tôi không biết nó là lá gì nè, đợi 5 phút, tự nhiên quên mất tiêu. Ok, quay trở lại đây. Biết sao không? Cái bộ bài này nhiều khi á, bởi vì là người ta vẽ và người ta không có để cái hình rõ, nhất là cái lá này nè, nên nhiều khi nhìn vào thì Đi bị lộn. Đây là lá Six of Pentacles và đây là lá Six of Cups, ok. Và chúng ta có cái ván trải thứ hai, đó là lá 4 gậy nè, lá Knight of Cups nè, lá The Wheel of Fortune nè, lá Six of Pentacles và lá Six of Cups. Ngược. Ở đây Đi cho thầy Đi cảm nhận được rằng cái thông điệp từ quá khứ gửi đến hiện tại á, cho một cái nè. Quá khứ, nếu mà quá khứ gặp lại bạn của hiện tại thì họ sẽ cảm thấy họ làm có một cái sự thay đổi rất là lớn. Có một sự thay đổi rất là lớn. Và đâu đó cảm nhận được cái sự ngưỡng mộ và sự trưởng thành của bạn. Bạn đã trưởng thành hơn ngày xưa rất là nhiều. Bạn nhìn mọi thứ một cách nó khoan dung hơn rất là nhiều. Bạn nhìn mọi thứ và bạn đối xử mọi thứ nó một cách trưởng thành hơn rất là nhiều. Và có thể bạn của hiện tại á, bạn sẽ ứng xử theo cái kiểu lý tính nhiều hơn là cảm tính của ngày xưa. Cái cảm tính của ngày xưa của bạn không phải là những cái cảm tính gọi là nhẹ nhàng, mà là cái cảm tính gọi là trời ơi đất hỡi. Cái cảm tính mà sóng dâng biển trào đó mọi người.
Còn cái cảm tính của bây giờ của bạn á, nó là cái cảm tính của sự nhẹ nhàng và thấu hiểu nhiều hơn. Bạn đã có cái sự khống chế cái cảm xúc của bạn lại một cách tốt hơn rất là nhiều, và Đi cảm thấy đây là cái điều rất là hay ha. Vậy thì Đi có lấy ra một cái thông điệp cho bạn từ một cái bộ Oracle. Chúng ta hãy xem cái thông điệp của bạn là cái gì ha. Bạn của quá khứ muốn nói gì với bạn của hiện tại? Gratitude đó là lòng biết ơn, hoặc là sự cảm ơn, hoặc là lòng biết ơn là danh từ. Cái lá này nó giống như cái việc là hãy biết ơn vì những cái việc mà cái sự thay đổi này, nó là một cái sự thay đổi tốt đẹp. Và có thể là quá khứ sẽ phải cảm ơn hiện tại của bạn, bởi vì hiện tại đã thay đổi được rất là nhiều thứ, mà những thứ đó là những thứ không được hay ho lắm trong quá khứ. Ok, tụ bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 3. Đây cũng là tụ bài mà Đi chọn với viên đá Opal ở đây nha, để trả lời cho cái câu hỏi của chúng ta rằng là quá khứ muốn nói gì với hiện tại. Bạn trong quá khứ muốn nói gì với bạn của hiện tại? Đầu tiên Đi lấy cho các bạn cũng như lấy cho bản thân Đi 5 lá bài để xem mình trong quá khứ như thế nào. Đi cảm thấy rất là hồi hộp khi xem cái ván này luôn, bởi vì Đi cũng rất là thắc mắc là không biết nếu mà tôi trong quá khứ mà gặp tôi của hiện tại thì cái tôi đó, cái con Đi đó, cái con nai ngơ ngác kia, nó muốn nói cái gì với cái con nai rừng già này. Ok, đầu tiên các bạn có lá The World cho thấy được việc là có thể là trong quá khứ các bạn là một cái người theo cái chủ nghĩa của sự hoàn hảo. Cái này là giống Đi nha, chủ nghĩa của những cái sự hoàn hảo, và có nghĩa là bạn luôn luôn làm, gọi là bạn luôn luôn muốn thế giới này, cái trái đất này, cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng đẹp đẽ hết, cái gì cũng vậy. Hay còn nói thêm một kiểu khác đó là tuổi hồng mong manh. Bạn nghĩ mọi thứ nó rất là màu hồng, mà nghĩ thế giới này rất là đơn giản. Nhưng thêm vào đó nữa, Đi còn nhìn thấy được việc là ngày xưa thì có vẻ là những cái bạn nào chọn tụ bài số 3 đây là những người mà nói rất là nhiều. Nói nhiều nhưng mà nói không có chọn lọc. Nói nhiều nhưng mà khó nói, không có chọn lọc. Ok, trở lại đây, hồi nãy thì quên lá bài, còn bây giờ thì đang quen cái có bạn gọi, tức ghê ha. Rồi, chúng ta quay trở lại nha. Với cái lá bài này thì Đi tiếp tục đọc về cái bạn chọn tụ bài số 3 trong quá khứ tiếp. Đi cảm nhận rất là sâu sắc, cái lá bài này cho thấy được việc là những cái bạn chọn tụ bài số 3 đây là những con người rất là khôn ngoan và thông minh, hoặc cái miệng của bạn rất là lanh, nhưng mà lanh chanh lanh cha, chứ không phải là lanh kiểu là lanh lợi, không phải là lanh đi kiểu là lanh khôn ngoan, mà là lanh chanh. Ok không? Trời, y chang tôi hồi xưa luôn nè. Đó, mà bây giờ thì cũng chỉ là đỡ hơn thôi, chứ cũng chưa thấy có cải thiện gì nhiều. Vậy thì của tôi của hiện tại là như thế nào? Bây giờ bạn của hiện tại thì như thế nào? Có vẻ bạn của hiện tại đã có cái sự trầm tĩnh hơn, bạn biết cách vượt qua khó khăn nhiều hơn, và bạn nhìn cái thế giới quan xung quanh bạn á một cách nó trưởng thành hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, bạn của hiện tại và bạn của ngày xưa á, nó cũng gửi đến cho bạn một cái thông điệp, đó là có vẻ là bạn đã trải qua quá nhiều những cái sự tổn thương, mà đôi khi cái sự tổn thương này do chính bản thân bạn gây nên. Ví dụ Đi rất là có một cái tật là Đi hay bị thức khuya. Đi thức khuya để làm việc nè, Đi thức khuya để quay clip nè, nó không hiểu lý do tại sao á, tới tối là Đi lại không ngủ được. Đó là một cái kiểu rất hành hạ sức khỏe luôn á, Đi biết cái đó là không tốt luôn á. Thì có thể là trong quá khứ nó muốn nói hiện tại là một trong những điều bạn đang đối xử không tốt với sức khỏe của bạn đó. Cái tiếp theo là tuy nhiên cái quá khứ phải gửi một cái câu thán phục cho bạn là bởi vì bây giờ là cái người ở hiện tại, có thể là bạn là một cái người biết tự lực cánh sinh rất là tốt, bạn không có dựa dẫm vào người khác. Cái này là cái điểm mạnh của bạn ở hiện tại luôn á, và bạn nên phát huy cái điều này nha. Ok, vậy thì chúng ta hãy xem tiếp tục rằng là như thế nào nữa. Đây bạn có lá xấu gãy ngược, và có lẽ cho bạn của hiện tại đang trên cái con đường chinh phục cái sự thành công, và có thể sẽ là một cái lời ủng hộ hoặc một cái lời khích lệ từ quá khứ gửi đến hiện tại, hoặc ở trong quá khứ sẽ phải cảm thấy ngưỡng mộ của bạn của hiện tại rất là nhiều. Thật sự là cái này thì cũng phải thôi, nếu là Đi á nha, Đi mà tự tưởng tượng mình ở trong quá khứ, mình của những năm về trước nghĩ lại mình của bây giờ, Đi không nghĩ rằng là mình sẽ có kênh YouTube, Đi không nghĩ là Đi có được cái sự yêu thương của rất nhiều người như vậy. Đó, cho nên là nếu mà là đã xem rồi, đã Đi nghe đến đây rồi thì nhớ cho tôi một like, một subscribe nha, yêu đương. Đó, quay lại với cái ván trải của chúng ta thì để Đi sẽ có cái sự so sánh tiếp. Chúng ta có lá ba gậy ở đây. Bây giờ bạn là một cái người nhìn xa trông rộng, có thể ngày trước á bạn là cái người hơi an phận. Bạn á có một cái đức tính của cái sự an phận, một khi mà bạn bị mệt mỏi bạn sẽ bỗng nhiên bạn bị rơi vào cái trạng thái an phận. Trạng thái an phận là như thế nào ạ? Trạng thái an phận đó là khi mà bạn bị gặp một cái chuyện khó khăn nào đó, thay vì bạn quay ra bạn giải quyết nó, nhưng bạn lại đi theo cái kiểu giống như là thôi kệ, không sao, kiểu giống vậy, thôi kệ,
mình nhiêu đó được rồi, hoặc là trong quá khứ bạn là cái con người hơi hơi bằng lòng sau với những cái trong cuộc sống, còn bây giờ bạn khác rồi, bạn có sự khát khao chiếm hữu nhiều thứ hơn, bạn có sự khát khao để sở hữu nhiều thứ hơn, đôi khi đó là vinh hoa, đôi khi đó là danh tiếng, đôi khi đó là tiền bạc, đi bây giờ là tiền bạc, đó với đi bây giờ là công việc và tiền bạc, đó là cái mà đi đang muốn chinh phục nhiều nhất. Một cái lá bài để đưa một cái thông điệp cho các bạn, cái thông điệp của bạn đó là oh my god health. Cái lá này có nghĩa là sức khỏe, hoặc là sức mạnh, hoặc là cái nguồn năng lượng bản thân. Có thể đây là cái thông điệp để cho mình nhìn ngắm lại bản thân mình, mình đã làm gì với bản thân mình. Có thể mình đã trưởng thành, có thể mình đạt được nhiều thành tựu, có thể mình có được nhiều thứ hơn trong quá khứ, nhưng mình đang dần mất đi một thứ mà quá khứ đang có, đó chính là sức khỏe và năng lượng. Cho nên hãy chú ý tới cái sức khỏe và năng lượng của bạn nha, kể cả đi cũng như vậy. Tụ bài số 3 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 4, cũng là tụ bài cuối cùng luôn. Tụ bài số 4 với cái viên đá to đùng ở đây, để đây luôn. Vậy thì hãy xem rằng là bạn của quá khứ muốn nói gì với bạn của hiện tại, để xem bạn của quá khứ là người như thế nào. Bạn có lá Hangman nè, bạn có lá Ace of Swords, bạn có lá The Magician, Seven of Swords, High Press. Ok, bạn của những gì trong quá khứ đó, bạn là một cái người hơi chậm chạp. Có thể là bạn là cái người hơi chậm chạp bởi vì bạn rất là dễ bị tổn thương, hoặc là bạn là cái người hơi ngại ngùng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bạn khó có thể mở lòng ra cho thế giới bên ngoài. Bạn có một cái thế giới riêng của bạn, và bạn chỉ sống trong cái thế giới của bạn thôi. Bạn biết cái thế giới của bạn nhiêu đó là đủ rồi, chứ bạn không có mở lòng ra với mọi người nhiều. Đó là bạn ha. Cái tiếp lá Hangman ở đây cho thấy được việc là bạn là một cái người hơi trầm tĩnh trong quá khứ. Bạn là một người rất là trầm tĩnh. Bạn bị già cỗi ngay cả trong quá khứ luôn. Cái sự trầm tĩnh nó khiến cho bạn suy nghĩ nhiều về cuộc đời, và đôi khi bạn nghĩ theo cái hướng hơi tiêu cực nữa. Bạn là một cái con người thú vị, bạn tràn ngập những cái triết lý nhân sinh. Nói chung bạn rất là thích đọc những cuốn sách triết lý dạy đời. Nhưng mà có cái rằng là bạn hiếm khi làm được như những gì mà những cái quyển sách bạn đã đọc mà bạn thực hành theo được lắm. Tiếp thì đi muốn nhìn thấy xem, vậy thì quá khứ muốn nói gì với hiện tại của bạn. Bạn có lá Justice, Empress, Page of Cups, Ten Wands và Four of Swords. Ok, cái thông điệp của bạn ở đây á, đi nhìn thấy như thế này. Có vẻ bạn vẫn đang là một cái người cô đơn. Bạn vẫn đang là một người cô đơn. Cái sự trưởng thành của bạn nó chỉ khiến cho bạn càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng một mình, càng ngày càng cô đơn. Đi cảm nhận là bạn chưa thật sự khiến cho cái cuộc sống của mình nó balance và nó healthy, ok không? Đó là nó chưa có cân bằng và nó chưa có thật sự là sức khỏe. Dịch nghe mắc cười quá à. Thật sự là nó chưa có được khoa học. Nó chưa thật sự khoa học. Bởi vì á, bạn bị một cái là bạn bị cam chịu trong cuộc sống, mà bạn không kiểu như bạn không tận hưởng cuộc sống mà bị cam chịu á. Dạng cuộc sống nó có đem cái cảm giác hạnh phúc đến cho bạn thì bạn cũng chịu đựng cái cảm giác hạnh phúc đó. Hạnh phúc tới hả, rồi hạnh phúc ập vô mặt tao đi, hoặc là đau khổ tới hả, thì đau khổ ập vô mặt tao đi. Hoặc là bạn có cảm giác như là cuộc sống đưa cái gì tới thì bạn cũng nhận nó hết á. Bạn nên nhớ là bạn có cái quyền từ chối. Bạn có cái quyền từ chối những cái điều đó, ok. Hiện tại thì đi cảm nhận là bạn bị già trước tuổi rất là nhiều á. Bạn bị quá là già cỗi, có thể là trong quá khứ đó, hiện tại bạn càng ngày càng già đi á. Và đi cảm nhận được rằng cái quá khứ nó đang đưa ra một cái cảnh báo, một cái nỗi buồn cho bạn. Cái Page of Cups ở đây á, bạn nhìn thấy đây một cái người rất là nhạy cảm, bạn thấy không? Một con người rất là nhạy cảm đây, cho thấy được việc là bạn hãy trở nên một bạn hãy gọi là khiến cho mình sống nó cảm xúc theo kiểu vui tươi hơn, hoặc là bạn hãy khiến cho mình sống cái cảm xúc nó ổn định hơn, nó ôn hòa hơn, thay vì nó quá là buồn rầu, hoặc là thay vì bạn quá là gánh nặng trong cuộc sống, bạn đặt quá nhiều những gánh nặng trong cuộc sống lên vai của bạn như vậy. Ok, ở đây thì chúng ta có một cái lá bài cho bạn để đưa ra một cái thông điệp chung cho bạn, để chúng ta xem đó là gì ha. Ok, bạn có lá Children. Lá Children cho thấy được việc á là đôi khi thì bạn cần phải trở nên một cái đứa trẻ. Bạn cần phải có như một đứa trẻ, bởi vì một đứa trẻ nó có nhiều năng lượng nè, nó yêu đời nè, nó nhìn cuộc sống nó một cách rất là màu hồng nè, và bạn đang cần những điều đó, bạn đang cần những điều đó nha. Khi mà lật cái lá bài này lên, nó đi nhớ một cái câu nói trong Kinh Thánh, đó là hãy biến mình trở thành một đứa trẻ, bởi vì thiên đàng sẽ dành cho những ai mà có tâm hồn giống như những đứa trẻ. Thì thiên đàng ở đây á, nếu mà bạn nghĩ nó theo một kiểu tâm linh thì đó chính là thiên đàng thật sự. Còn nếu bạn nghĩ nó theo kiểu thoáng hơn, đó là những cái điều tốt đẹp nó sẽ dành cho những cái người có một cái tinh thần lạc quan, nó sẽ dành cho những cái con người á có một cái tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực, ok không? Hãy suy nghĩ tích cực nha. Tụ bài số 4 kết thúc.
Ok, tụ bài của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi kênh của Đi cũng như xem hết video đến bây giờ đến lúc này. Và mong rằng các bạn có thể cho Đi một like, share hoặc là subscribe kênh channel của Đi nha. Bởi vì đây là những cái động lực mà Đi sẽ cảm thấy lấy làm đó là làm rất là vinh hạnh khi mà bạn làm như vậy á. Động lực để cho Đi ra những cái clip khác sau hay hơn. Và trong khoảng thời gian tới các bạn muốn Đi trải về vấn đề gì thì hãy comment cho Đi biết nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.